đợi nhiều năm lắm rồi. Lan, tao là ba mày á. Ma hồi nào mà la ông sập. Sao cứ ám thật hoài vậy? Tôi đâu có làm gì mất ý cô đâu. Bởi vì chỉ có một mình anh mới có thể nhìn thấy tôi thôi. Kêu thằng Lan nó trả tiền cho tôi. Khoan, từ từ. Bây giờ tôi hỏi mấy chú à, mấy chú có lộn với cái thằng Lành ở trên xóm trên không? Lộn hả? Không có lạnh cái thằng... không có lộn cái thằng Lành nào hết á. Là thằng Lành. Nếu anh cần tiền, tôi sẽ giúp anh kiếm tiền. Qua cho anh tạo điều kiện cho gỡ. Nhưng tôi cảnh báo anh, mỗi ngày anh chỉ kiếm được dưới 30 triệu. Còn nếu trên thì tính mạng của người anh yêu quý nhất, tôi không đảm bảo. Tôi kiếm được tiền là ba tôi chỉ bị vậy thôi à. Châu Kẹo. Anh Đạo, tao xiết vàng. Sao ba tôi không nặng như vậy? Bởi vì môn đá gà quá bạo lực. Anh muốn số tiền lớn thì cái giá phải trả cũng sẽ lớn hơn. Tại sao mày cờ bạc? Tại sao? Cô không cảm nhận được nỗi đau của tôi đâu. Nhờ cô mà bây giờ tôi mắc nợ. Nhờ cô mà bây giờ tôi phải trốn chui trong ngõi. Nhờ cô mà bây giờ ba tôi có tôi không có gì. Mày đã từng hứa với ba, mày vừa đi làm, mày vừa đi học để mày lấy được tấm bằng lớp 12. Và bây giờ lời hứa của mày đâu? Lời hứa đã đâu? Ba, ba dám chết vì con không? Là Thịnh Hành, là Táp Thịnh Hành đó bà Mập.